Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Thu Phương, chủ tọa hội nghị, kính thưa tất cả quý vị đồng nghiệp. Thực ra đó, mình vừa mới nghe xong bài trình bày rồi, mình mới thắc mắc với nhau rằng trong hướng dẫn nào cũng bảo rằng dùng quinolone cho bệnh nhân viêm phổi điều trị trong bệnh viện. Thế mình có dám cho mọi người, mọi nhà quinolone trong điều trị viêm phổi hay không? Đặc biệt là khi đó ở khoa của mình kháng thuốc quá chừng chừng thì mình làm như thế nào? Đấy, cái bài của tôi trình bày hôm nay sẽ xoáy cho vào cái điểm đó. Đó là những cái thách thức và giải pháp khi chỉ định quinolone điều trị viêm phổi nội trú ngoài ICU. Tôi có cái bệnh nhân như vậy. Nam 66 tuổi, ho khạc đàm vàng, sốt cao đau ngực kiểu màng phổi 3 ngày hôm nay. Tiền căn người này có giãn phế quản sau bị lao, có tăng huyết áp đang điều trị bằng Amlodipine. Nhưng mà trong thời gian 3 tháng về trước thì không có nhập viện, không có dùng kháng sinh gì cả. Lúc khám thì thấy là tỉnh táo, sinh hiệu, tất cả các thứ đều ổn, chỉ có hơi sốt 39 độ C thôi. Khám thì thấy hội chứng đông đặc, kèm ranh nổ cuối thì hít vào ở một phần hai dưới phổi phải. Chụp phim lên thì cũng là có cái hình ảnh của đông đặc của một phần hai dưới phổi phải rồi. Đấy là một bối cảnh mình nhận ra ngay đây là một trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng, mà mức độ cũng nhẹ trung bình thôi, chứ không có phải là trầm trọng lắm. Nhưng ngược lại mình lại có một cái ca số 2, một bệnh nhân nữ 68 tuổi. Người này là nhập viện vì đái tháo đường nhiễm cetonacid, nhưng mà nằm trong nội trú điều trị 5 ngày ở khoa nội tiết. Thì lúc bây giờ sốt và ho khạc đàm đặc, đi ra kiểm tra xong rồi thì lại có thấy sốt, thấy có ranh nổ, chụp phim thấy có tổn thương. Trường hợp này rõ ràng đó là viêm phổi bệnh viện. Thế thì mình có cho cả hai ca này điều trị giống như nhau hay không? Câu chuyện của mình là như vậy. Nha. Thì khi mà quyết định là cho điều trị cái ca nào, cái ca như vậy, thì tôi sẽ trả lời câu hỏi là gì? Cái vi khuẩn gây bệnh và đặc điểm đề kháng kháng sinh trong mỗi tình huống này là nó như thế nào? Cái ca thứ nhất viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng, ca thứ hai viêm phổi trong bệnh viện có khác biệt với nhau hay không? Và cái phác đồ kháng sinh nhiều khả năng thành công cho nó là gì? Cho nên chúng ta có khuyến cáo ở trong tay rồi, nhưng mà dùng từ khuyến cáo đó ra thực tế thì cả một chặng đường dài. Và tôi đặt câu hỏi, tôi khu trú đó vô trong cái quinolone. Vậy liệu rằng chiến binh quinolone đây sẽ tiêu diệt được anh viêm phổi mắc phải ở cộng đồng, hay anh viêm phổi bệnh viện khởi phát sớm, hay anh viêm phổi bệnh viện khởi phát muộn sau 5 ngày đây, hay ai cũng như ai, giết hết từ trên xuống dưới? Mình nghĩ thế thôi, chắc gì làm được chuyện đấy. Khi mà chúng tôi kê cái quinolone cho một cái bệnh nhân bị viêm phổi đó, thì ở trong tình huống Việt Nam chúng tôi có hai cái thách thức. Cái thách thức thứ nhất mà ai cũng phải công nhận, đó là cái quinolone nó đã và đang bị đề kháng rất là cao. Đã và đang bị đề kháng rất là cao. Thứ hai, ở trong cái vùng dịch tễ mà có lao như ở Việt Nam mình, sử dụng quinolone nó có khả năng dẫn đến làm chậm chẩn đoán lao hay không? Có làm cho lao trở nên kháng thuốc thứ phát với quinolone hay không? Đó là hai thách thức mà chúng ta cần phải giải quyết trong bối cảnh này. Câu chuyện thứ nhất, vậy thì vi khuẩn nào đã gây ra viêm phổi trong hai tình huống trên? Đây là nghiên cứu của Ocri năm 2018-2019 thực hiện ở Việt Nam mình. Người ta tính trên những người bệnh nhân viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng, nhưng chỉ cần điều trị ngoại trú thôi, tức là mức độ nhẹ thôi, thì con vi khuẩn nào là hàng đầu gây ra? Thì chúng ta thấy dùng cái phương pháp là cấy và phương pháp PCR thì cái con vi khuẩn hàng đầu đó là con Streptococcus pneumoniae chiếm 65,95% thì qua cái chuyện vậy. Nhưng mà cũng là viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng mà chạy vô nội trú điều trị, nghĩa là mức độ của nó đã nặng hơn rồi, thì nó có cái sự thay đổi gì không? Thì chúng ta thấy vẫn hàng đầu là con Streptococcus pneumoniae, nhưng mà cái tỷ lệ của nó không còn hoành tráng như hồi nãy nữa, không phải 65,6% nữa, bây giờ nó chỉ còn 43% mà thôi. Và lần lượt xuất hiện những chủng vi khuẩn nặng nề hơn, đó là những vi chủng gram âm bắt đầu hiện ra ở kia. Chúng ta đi thêm một bước nữa, chúng ta hỏi chứ là vậy thì nếu mà viêm phổi ở trong bệnh viện, nhiễm trùng trong bệnh viện, thì vỏ vi khuẩn nó có sự thay đổi gì hay không? Thì chúng ta có cái kết quả nghiên cứu ở đây, công bố ở đây, cũng là ở Việt Nam của mình. Thì mình thấy làm sao? Lúc bấy giờ nếu mà vi khuẩn
mà ở ngoài viêm phổi, mà ngoài bệnh, ngoài cộng đồng đó, đứng hàng đầu là con Streptococcus pneumoniae. Nhưng mà ở trong bệnh viện, hình như đâu đó đã nổi lên của vai trò của vi khuẩn gram âm, đó là con Acinetobacter baumannii, đó là con Pseudomonas aeruginosae, đó là con Klebsiella pneumoniae. Vi khuẩn gram âm cũng có nữa, nhưng ở đây lại xuất hiện vai trò của tụ cầu vàng. À, như vậy đứng trước mặt chúng ta là những viêm phổi khác nhau, và sự khác biệt về cái địa phương mà họ mắc viêm phổi đã dẫn đến sự khác biệt về chủng vi khuẩn mà họ mắc. Và như thế đâu thể dùng một loại kháng sinh cho mỗi loại viêm phổi được. Bây giờ người ta hỏi tới, vậy thì bây giờ vi khuẩn là như vậy rồi đấy, vậy thì đề kháng kháng sinh, cái thuốc nào có thể tiêu diệt được? Thì ở đây chúng ta có cái đặc điểm đề kháng kháng sinh của các tác nhân gây viêm phổi điều trị ngoại trú thì như thế nào. Thì chúng ta thấy ở đây, ở trong trực hoành là những cái kháng sinh rất là thông dụng như là clarithromycin, levofloxacin, mosifloxacin vân vân. Cái màu xanh là chữ S đó, là sensitivity, là nhạy cảm rất là nhiều. Chúng ta thấy nổi lên vai trò của quinolone ở đây, levo và moxi là đề là nhạy cảm đến 80%, đặc biệt là mosifloxacin tới 80%, levo là 70% trong trường hợp đó. Là trong cái trường hợp là cái con Streptococcus pneumoniae, tại viêm phổi không phải là cộng đồng, là con phế cầu hàng đầu mà. Sau đến cái kế con phế cầu là con Haemophilus. Haemophilus vì sao? Thì chúng ta cũng thấy cái nhạy cảm của levofloxacin và mosifloxacin nó cũng rất là nhiều. Như vậy mình nói rằng nếu đây là một viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng mà mức độ nhẹ nhàng thôi thì việc dùng quinolone rất là ok rồi. Tại vì nó hãy còn nhạy cảm rất là nhiều. Mình có cái hợp lý để mình nói cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà nếu là đây là đề kháng kháng sinh của tác nhân gây viêm phổi cộng đồng nhưng mà điều trị ngoại trú ở Việt Nam là như thế nào? Thì đây là những cái con gram âm thì mình cũng thấy có hiện tượng mà của cái này, thì đây là những cái trường hợp mà đề kháng. Đề kháng ở ngoài á, thì nó vẫn còn ít thôi. Như vậy nếu viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng mà điều trị ngoại trú thì mình an toàn, mình cho quinolone, mình không có sợ. Và cũng như những một số kháng sinh khác, amoxicillin, acid clavulanic cũng không có sợ tại vì nhạy cảm hãy còn. Bây giờ mình chạy vô bệnh viện mình xem thử những cái con viêm phổi mà phân lập ở trong bệnh viện thì như thế nào. Thì đáng tiếc là mình chưa có một cái dữ liệu rất là đầy đủ của tất cả các bệnh viện đại diện cho Việt Nam của mình. Nhưng mà ở từng cái bệnh viện cũng đều có điều đó. Và tôi lấy ở đây là số liệu của bệnh viện Thống Nhất ở bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022. Thì mình xem thử là những cái đề kháng kháng sinh của tác nhân gây viêm phổi điều trị nội trú mà nằm ngoài ICU ở Việt Nam là những cái gì? Thì lúc đầu mình sẽ thấy được rằng ở trong cái nhóm quinolone của mình ở đây nè, những cái mà mình biết là ở trong cái viêm phổi mà ở trong bệnh viện đó thì hàng đầu là những vai trò của gram âm. Vậy thì gram âm sao? Nếu nó là Klebsiella thì nhạy cảm ở đây là gì? Cipro là 85%, Levo là 100%. Nhưng nếu nó là Acinetobacter baumannii thì nó chỉ còn có 40-37% thôi. Nếu nó là Pseudomonas nó chỉ là 50% thôi. Như vậy cũng là viêm phổi mắc phải trong bệnh viện hoặc là viêm phổi cộng đồng điều trị tại nội trú, thì cái vấn đề mà dùng quinolone mình cần phải thận trọng. Không phải là quinolone dùng hết cho mọi người được, mà mình phải lựa chọn ra ai phù hợp hơn ai thì mình mới làm được như vậy. Còn đề kháng kháng sinh của các tác nhân gây viêm phổi điều trị nội trú ngoài ICU là gì? Ở đây là những cái trường hợp của những cái con vi khuẩn khác, thì mình cũng thấy được vai trò của quinolone ở đây. Nó kháng rất là nhiều, đặc biệt là con Staphylococcus nó kháng. Chứ nếu mà dùng quinolone mà cái ca này mình nghi là nhiễm tụ cầu thì đâu có ăn nữa. Đấy, như vậy là để kê được một cái thuốc quinolone mình phải suy nghĩ cho thật là tường minh, mình mới có thể trả lời được cái câu chuyện đó. Đến một đặc điểm nữa là cái sự trùng lắp giữa lao và viêm phổi ở Việt Nam của mình á, là nó ghê gớm dữ lắm. Thì người ta thấy rằng cái nghiên cứu tại các nước châu Á và châu Phi thì sao? 1-7% những viêm phổi cộng đồng lại là do con vi khuẩn lao. Và đặc biệt là xuất hiện trên những cái người lớn 65 tuổi và có bệnh đồng mắc. Như vậy là sao? Thái độ của mình là gì? Nếu bệnh nhân đó viêm phổi mắc phải của cộng đồng nhưng là những người già lớn 65 và có bệnh đồng mắc, thì cái sự thận trọng của tôi là vi khuẩn lao có hay không? Thì phải hết sức là cao. Đặc biệt trên những người suy giảm miễn dịch thì lao càng nhiều, có đến 30% những người suy giảm miễn dịch đi vào với bệnh cảnh viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng lại là do vi khuẩn lao. Đó là nghiên cứu ở châu Phi. Và cái điều đáng sợ cho chúng ta là gì? 50% các trường hợp mình không phân biệt được đây là viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng do vi khuẩn thường hay viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng do vi khuẩn khuẩn lao. Cho nên là khi mà mình không biết được như vậy thì mình rất sợ, mình rất ngại khi mà đặt cái chẩn đoán là viêm phổi mắc phải cộng đồng, và rất là ngại khi kê cái thuốc quinolone cho bệnh nhân, tại mình sợ hãi hai điều sau đây.
liệu rằng nó làm chậm trễ chẩn đoán lao của mình không? Bởi vì có cái quinolone nó ức chế vi trùng lao mà, cho nên có thể là sau đó mình khạc đàm ra, mình soi nó không còn dương tính nữa, mình cấy nó không dương nữa, nó trật thì sao? Hoặc là bởi vì mình cho nó tiếp xúc với quinolone rồi thì con vi khuẩn lao nó sẽ trở đề kháng với quinolone, và những nỗi sợ mơ hồ đó đã làm cản trở mình rất nhiều trong cái việc kia quinolone cho những bệnh nhân đó. Vậy thì bây giờ mình nhìn vào chứng cứ để mình trả lời cho câu hỏi đó, thiệt rằng đây là cái điều thực sự nó đang diễn ra hay không? Thì người ta sẽ làm một cái phân tích gộp bốn cái nghiên cứu rất là lớn. Và người ta thấy rằng đúng là tôi sử dụng quinolone nó sẽ làm chậm lại cái chẩn đoán lao và điều trị lao 19 ngày. Giờ gần 3 tuần. Nhưng mà người ta thấy không phải. Cái việc mà nghiên cứu trên 2.232 bệnh nhân thì người ta thấy mình chậm xử lý lao là bởi vì cái quy trình chẩn đoán của mình nó chậm, chứ không phải tự là cái quinolone dùng vô đó làm chậm sự phát triển của vi trùng lao. Và cái điều làm chậm lại chẩn đoán và điều trị lao đó nó xảy ra với các kháng sinh khác nữa, không phải là quinolone. Và người ta đã thấy rằng với cái thời gian điều trị kiểu vậy, nó không làm cái chuyện mà âm hóa đàm, cũng không làm cho cái chuyện mặc vi khuẩn lao nó chậm đi do cái việc dùng quinolone mấy ngày đâu. Vậy là một lời như cởi tấm lòng, mình nhẹ nhàng hơn cái chuyện là quinolone thì đó là không chẩn đoán lao được, quinolone thì nó đề kháng. Thứ hai, quinolone có đề kháng hay không? Thì về lý thuyết thì nó đề kháng, nhưng bây giờ người ta mới nghiên cứu xem thử rằng cái thời gian mà tiếp xúc quinolone và cái thời gian từ lúc đó có tiếp xúc quinolone đến ngày hôm nay mình kiểm tra thì tiếp xúc kiểu nào thì nó mới có cái vấn đề gây ra đề kháng. Thì người ta thấy rằng là nếu cái thời gian dùng quinolone nhỏ hơn 10 ngày thì nó không làm tăng một cách có ý nghĩa về cái tỷ lệ lao kháng thuốc. Cho nên đối với một cái viêm phổi mắc phải của cộng đồng mà mình chỉ dùng 5-7 ngày, 7-8 ngày thì mình không sợ hãi rằng nó sẽ gây ra vi khuẩn lao kháng thuốc. Cho nên mình hoàn toàn là yên tâm về chuyện đó. Và đặc biệt là những nước mà có lưu hành độ cao, lao cao giống như mình thì mình không có quá sợ cái chuyện mà dùng quinolone thì gây ra đề kháng kháng thuốc nếu mà mình dùng ngắn. Đương nhiên nếu mình dần dài hơn 2 tháng 60 ngày chẳng hạn thì chắc chắn nó sẽ gây nên cái chuyện đề kháng như vậy. Như vậy thì tôi đã vừa mới trình bày với tất cả quý vị những cái thách thức, những cái trăn trở của người bác sĩ khi đối diện với một người bệnh nhân viêm phổi cộng đồng hoặc viêm phổi trong bệnh viện mà không điều trị trong ICU, trong cái quyết định mình có dùng quinolone hay không. Thì bây giờ mình xem thử mình vượt ra những cái thách thức đó như thế nào. Thì rõ ràng là có hai cái thôi. Mình biết được rằng tình hình đề kháng với quinolone đang tăng cao rất là nhiều, nhưng không phải 100 bệnh nhân thì đề kháng hết cả 100 bệnh nhân, cũng có bệnh nhân đề kháng, cũng có bệnh nhân nhạy cảm. Vấn đề của mình là ai nhạy cảm, ai đề kháng. Và vấn đề số 2 của mình là gì? Kê cái này rồi thì nó có làm lộn cái chuyện lao không? Thì vấn đề thứ hai của mình sẽ làm sao chẩn đoán cho đúng người này là viêm phổi mắc phải cộng đồng do lao, để mình điều trị lao cho nó phù hợp. Để mà có thể chỉ định trả lời được câu hỏi đó đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có ba cái chân vạc để và dựa vào. Một là chúng ta phải xem thử rằng cái một số con vi khuẩn kia là cái dịch tễ học về vi khuẩn của mình như thế nào, nhìn chung nó ra sao, cộng đồng ra sao, bệnh viện thế nào, bệnh viện Bạch Mai thế nào, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thế nào, bệnh viện Nhân dân Gia Đình thế nào, có sự khác biệt. Và như vậy một bác sĩ bệnh viện Bạch Mai sẽ cho toa thuốc rất khác với một bác sĩ ở bệnh viện Đại học Y Dược hay bệnh viện Nhân dân Gia Đình của chúng tôi ở đây. Đấy, ý thứ nhất là phải như vậy. Ý thứ hai, mình muốn biết cái trên bệnh nhân cụ thể này do con vi khuẩn gì thì mình phải làm xét nghiệm vi sinh chứ, không làm thì sao biết được. Vai trò thứ hai là vai trò của xét nghiệm vi sinh. Và cuối cùng, thông thường thì hai cái chân số 1 và số 2 đâu đó chúng ta còn bị thiếu. Và ở trên lâm sàng phải dựa vô bệnh cảnh của bệnh nhân, chúng ta phải dựa vô cái chân số 3. Tôi đi lần lượt phân tích cả từng yếu tố một. Tìm hiểu dữ liệu vi sinh đó, tại chỗ là rất quan trọng. Đấy. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng, không biết quý vị đồng nghiệp có cảm thấy không, cái sự quan tâm đúng mức về việc này chưa có nhiều. Để điển hình là gì? Tôi xuống khoa vi sinh tôi hỏi xem có dữ liệu vi sinh cập nhật không, thì đa phần các trường hợp đã cập nhật từ nhiều năm trước. Đấy, cập nhật nhưng mà từ nhiều năm trước thôi. Thứ hai nữa là tiếp cận rất khó khăn.
Tôi hướng dẫn học viên nội trú của tôi, các em, đây là một trường hợp viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng. Em hãy xuống ngay khoa vi sinh, hỏi bác sĩ trưởng khoa vi sinh là đặc điểm vi sinh của chúng ta hiện nay là con vi khuẩn gì, đề kháng kháng thuốc là như thế nào. Chạy xuống dưới gặp bác sĩ vi sinh. Bác sĩ bèn bảo rằng không được, phải trưởng khoa của em làm công văn xuống đây thì chị mới chung cấp cái công tin này. Đây là thông tin mật. Tôi thấy làm lạ, tôi bèn đứng hỏi, chị ơi, sao thông tin này lại mật? Anh à, dữ liệu của mình nó kháng dữ lắm. Đưa cho đứa sinh viên này nó biết, nó đi công bố mọi nơi, nó đăng Facebook thì còn mặt mũi nào của bệnh viện mình nữa. Vì cái sự sợ hãi đó, rồi cái sự trường mặt ra là bệnh viện mình vi khuẩn nó kháng nhiều, làm người ta sợ hãi, không đưa ra một thông tin hết sức là quan trọng để cho các bác sĩ có thể điều trị. Tôi nghĩ rằng thái độ đó cần phải được thay đổi. Vậy thì về bác sĩ làm sao, mình phải làm cái gì? Một, mình muốn có kết quả vi sinh, mình phải chỉ định vi sinh cho nhiều. Rất nhiều trường hợp bệnh nhân viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng đến mức độ phải nhập viện, và bệnh nhân viêm phổi bệnh viện đã không được bác sĩ cho chỉ định vi sinh đúng mức, cứ mà a thần phù, cứ điều trị thôi, hoặc là cho chỉ định vi sinh mà không theo những cái hướng dẫn để mà có kết quả dương tính một cách phù hợp. Tôi thấy ý số 2 là quan trọng lắm, chủ động làm thân với khoa vi sinh. Không phải là dễ dàng đâu, tôi đây quan trọng lắm, phải làm thân với tôi mới xì cho kết quả của vi sinh là như thế nào, chứ không thì phải bắt trưởng khoa ký giấy xuống, sợ lắm. Ai cũng có sự quan trọng mà, bác sĩ vi sinh cũng thế, mình phải làm quen thì người ta mới cho kết quả của mình. Và nếu như sau khi mình có kết quả mà nó kháng nhiều quá thì phải thận trọng. Chứ đã kháng nhiều quá rồi mình lại mở hướng dẫn ra, này, hướng dẫn có ghi quinolone này, cứ cho luôn, là tôi nghĩ không phải là một cách tiếp cận an toàn cho người bệnh. Và về phía bác sĩ của mình sao? Mình có thể làm gì? Mình có thể thay đổi cái cách thực hành lâm sàng đến chi? Để mình tăng cái hiệu quả có được chẩn đoán chúng của mình lên. Soi đàm thì một mẫu 1 đến 2 ml có nhầy hoặc nhầy mũ và đưa đến phòng xét nghiệm nhanh nhỏ hơn 2 giờ. Còn mình thì sao? Đưa cho hũ đàm khạc ra một lô nước miếng cũng đem đi luôn. Khạc từ buổi sáng đến buổi trưa hộ lý cũng chưa đem xuống nữa. Thì làm sao mà kết quả dương tính cho tốt được? Cho nên ban đầu là từ chuyện lấy bệnh phẩm, huấn luyện điều dưỡng của khoa mình lấy bệnh phẩm cho đàng hoàng tử tế, khạc đàm cho đàng hoàng tử tế và cho hiệu hội lý đem xuống khoa vi sinh liền. Lại còn có cái chiêu mới nữa chứ, cấy định lượng thì phải là sau 9 giờ sáng em mới cấy, chứ còn ban đêm là em không có cấy định lượng đâu. Thế mới khốn khổ cho chúng tôi chứ. Đấy là chúng ta tự tạo những cái rào cản với lẫn nhau là không được. Mà mình biết rằng cấy định lượng hiệu quả hơn cái gì, nhưng mà chúng em là chỉ cấy sau 9 giờ thôi. Bệnh viêm phổi cũng phải chờ giờ mà viêm phổi, cấm có được viêm phổi nửa đêm nha. Phải 9 giờ mới được viêm phổi vào đây. Đấy cũng lại cái khổ sở nữa. Cấy máu thì sao? Thì tốt nhất trước khi dùng kháng sinh, khi có cơn lạnh run, và lấy 2 mẫu 8 đến 10 ml từ hai vị trí khác nhau, cấy vào 2 chai ở người lớn. Đấy là những cái hết sức là thông thường. Nhưng mình tự hỏi bản thân mình trong thực hành lâm sàng mình có làm đúng như thế không? Thì tôi cũng có thể nói rằng đâu đó chúng ta làm chưa chuẩn lắm. Mà chưa chuẩn lắm thì làm sao có kết quả vi sinh tốt được? Sau khi có kết quả vi sinh trả về rồi thì sao? Mình phải phân tích kết quả vi sinh chứ. Nhưng mình phân tích làm sao? Thì mình phải đọc được kết quả mà soi đàm. Đa số mọi người lựa vô cái cấy đàm mà ít để ý đến cái soi đàm. Nhưng mà thực ra soi đàm rất là quan trọng. Mình phải xem thử đây có phải mẫu đàm đạt chuẩn không? Có lớn hơn 25 bạch cầu và nhỏ 10 tế bào biểu mô không? Ở đây có ghi là 3 cộng không? Tại vì vi khuẩn nó mặc 3 cộng thì mới có khả năng là nó phù hợp được. Còn mặc 1 cộng, 2 cộng thì khó. Và một chuyện nữa, có hình ảnh của bạch cầu mà thực bào vi khuẩn hay không? Khi chúng tôi hỏi khoa vi sinh, các bạn ạ, khi các bạn soi cái này thì các bạn có thấy được hình ảnh thực bào vi khuẩn không? Có nè, có, nhưng mà tại sao không ghi vô kết quả cho chúng tôi, nhờ tôi đội ơn. Ừ, phải ghi rõ cho chúng em mới ghi. Lại có một chuyện nữa, cấy vi khuẩn, cấy bác sĩ chỉ ghi cấy thì em không có soi. Đấy, khổ chưa? Cho nên khi ghi là phải soi cấy, chứ đừng có cấy không. Không cấy thì em không có soi, thì hỏng cho mình. Đấy là những điều mình có thể thay đổi để mà có thể tốt hơn được. Trong một số trường hợp khó, bệnh nhân không khạc đàm được, mình phải lưu ý vai trò của nội soi với quản lấy đàm lên.
trong trường hợp này. Thì như vậy thì cái nghiên cứu ở đây đã cho thấy rằng nếu chúng ta dùng phương pháp nội soi phế quản thì chúng ta tăng được cái tỷ lệ chẩn đoán được vi khuẩn gây bệnh của bệnh nhân lên rất là nhiều. Nhưng mà cần phải lưu ý về mặt kỹ thuật chứ không phải vô nội soi kiểu nào thì được thôi. Một, phải theo dõi mạch huyết áp SpO2 liên tục, phải chèn cái đầu ống soi vào cái lỗ phế quản nghi ngờ theo hướng dẫn X quang mình thấy thùy trên, thùy dưới, phía sau, phía trước thì chèn cái ống nội soi đó vào đó. Và phải bơm 150cc natri cloru 0,9% hút ra lớn đúng 10%. Và đặc biệt hãy nhớ thuốc tê mà xịt vào thì có thể làm ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Cho nên mình dùng thuốc tê ít thôi, nhỏ 20mg trên một phế quản mới được. Mình dùng nhiều quá cứ a thần phù bơm thuốc tê thì nó không mập. Vậy đây có phải là những điểm mình có thể thực hiện được để mà tăng cái hiệu quả chẩn đoán vi sinh lên không? Nếu quý vị thấy là đúng thì quý vị hãy cùng tôi làm những điều đó cho người bệnh nhân của mình thì mới được. Như vậy tôi đã phân tích xong cái ý số 2 là tối ưu hóa xét nghiệm vi sinh. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua yếu tố số 3. Chúng ta dựa vô lâm sàng như thế thế nào? Thì chúng ta đã có phân tầng nguy cơ rồi. Một là nguy cơ thì thấp, trung bình, cao. Thứ hai là những cái predictor, là những yếu tố tiên đoán. Yếu tố thứ nhất mình phải trả lời là một, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ liên quan đến chăm sóc y tế và sử dụng kháng sinh hay không? Hai câu hỏi thôi. Trong vòng 3 tháng trước đây có điều trị, có vô bệnh viện không? Và câu thứ hai, trong vòng 3 tháng trước đây có dùng kháng sinh hay không? Nếu có một trong hai câu đó thì người này có khả năng mắc vi khuẩn kháng thuốc, đang kháng thuốc. Còn bệnh nhân có bệnh đồng mắc không? Nếu có bệnh đồng mắc thì nguy cơ vi khuẩn nó sẽ nặng hơn. Và trên cái bảng này người ta đưa ra những cái bối cảnh mà nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao. Với ý nghĩa của nó là gì? Nếu nguy cơ cấp thì nguy cơ thấp thì vi khuẩn nó nhẹ nhàng thôi, nó hướng về phía cộng đồng, nó nhạy cảm thuốc. Còn nếu mà nặng thì nó hướng về bệnh viện, vi khuẩn gram âm nhiều hơn và đề kháng kháng thuốc. Chính vào việc phân tầng nguy cơ như vậy thì mình sẽ thấy được rằng khi nào tôi dùng được quinolone, khi nào thì không. Đấy, chúng ta sẽ có những cái định hướng tác nhân gây bệnh. Đây, có nhiễm vi khuẩn cộng đồng không? Có nhiễm vi khuẩn đa kháng vân vân không? Và chúng ta sẽ đánh giá ra được tất cả những cái yếu tố này để giúp cho mình. Và sau khi mình có được phân tầng nguy cơ đó thì mình chỉ định theo phân tầng nguy cơ. Nếu nguy cơ thấp thì sao? Thì ưu tiên kháng sinh có hoạt tính trên vi khuẩn ngoài cộng đồng. Tại hồi nãy mình đã nói rồi, nguy cơ thấp thì vi khuẩn viêm phổi nghiêng về cộng đồng là những vi khuẩn nhẹ nhàng. Một thứ kháng sinh thôi, cephalosporin thế hệ 1, 2, macrit, moxifloxacin được rồi. Đừng có dùng kháng sinh phổ rộng trong trường hợp này. Đừng có dùng kháng sinh có hoạt tính chống lại ISBN hoặc là Pseudomonas. Bởi vì dùng như vậy sẽ làm cho vi khuẩn của mình trở nên kháng thuốc. Và vì sao mình không thể điều trị họ được nữa? Đấy, như vậy nguy cơ thấp thì điều trị nhẹ nhàng một kháng sinh thôi. Nguy cơ trung bình thì sao? Nguy cơ trung bình thì lúc đó là rộ lên vai trò của những vi khuẩn gram âm rồi. Và vi khuẩn gram âm thì nó có khả năng tiết ra ISBN. Nhưng mà lúc bây giờ thì vậy thì mình dùng kháng sinh có hoạt phổ mà chống lại vi khuẩn tiết ISBN này. Nhưng mà mình không có dùng loại kháng sinh có thể diệt được con Pseudomonas. Thì ví dụ dùng carbamazepine nhóm 1 thôi, không có dùng nhóm 2, hoặc là những cái dạng như beta-lactam thì kết hợp với beta-lactama là được. Còn nếu mà nguy cơ trung bình thì chỉ khi nào mình nghi ngờ nhiễm MRSA hoặc ở vùng dịch tễ cái MRSA cao lớn 10% chẳng hạn vậy thì mình mới dùng vanco thôi, chứ không phải ai thì mình cũng bao phủ từ trên xuống dưới. Nguy cơ cao thì sao? Nguy cơ cao thì ưu tiên kháng sinh có hoạt tính chống Pseudomonas như carbamazepine nhóm 2 hoặc là beta-lactam cộng beta-lactama inhibitor chống lại Pseudomonas. Đấy, nghi gram âm thì dùng kháng mở rộng chống carbamazepine thì cân nhắc dùng thêm colistin. Nghi Pseudomonas kháng carbamazepine thì cân nhắc dùng beta-lactama thế hệ mới như là lại là cetazolam, tazobactam hoặc cetazidin với avibactam hoặc imipenem với rebactam. Thì tương tự những cái trường hợp như vậy. Bây giờ đó là về mặt concept, về mặt khái niệm thôi. Vậy thì nếu trong bối cảnh này mình nghi ngờ có khả năng đó là một con Acinetobacter baumannii hoặc là kết quả cấy lên nó là Acinetobacter baumannii thì mình làm sao? Thì nguyên tắc của họ sẽ là kết hợp từ 2 đến 3 loại kháng sinh. Tức là mình phải dùng beta-lactam chống Pseudomonas, hai loại kháng sinh chống lại được Pseudomonas đó là cetazidin, piperacillin hoặc những cái thuộc các nhóm khác nhau. Thì thấy mình có là beta-lactam chống Pseudomonas này, quinolone này, aminoglycosid này là chống được Pseudomonas thì mình đã dựa được lựa từ 2 đến 3 cái kháng sinh như vậy. Đây là những cái phác đồ điều trị cụ thể.
mà tôi lấy ra ở trong cái hướng dẫn của Trung Quốc á, ở Trung Quốc có cái phần 2 như vậy, là họ đưa ra từng phác đồ, đưa ra được liều điều trị, và tôi thấy cái khái niệm, cái concept của họ rất là phù hợp với của mình. Ví dụ như phác đồ 1, người ta có thể dùng ampicillin sinbactam 3 gram truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ kết hợp với sinbactam 3 gram mỗi 6 giờ kết hợp với amikacin mỗi 24 giờ. Phác đồ 2, phác đồ 3 thì người ta sẽ có những cái liều lượng như vậy. Đương nhiên cái phác đồ phía dưới một chút thì mình nghi ngờ cái khả năng đề kháng nó nhiều hơn, mạnh hơn thì mình sẽ dùng. Phác đồ xử lý Pseudomonas thì mình sẽ phải dùng 2 đến 3 loại kháng sinh ở dưới đây, tương tự như vậy. Và chúng ta biết rằng quinolone, như là levofloxacin và ciprofloxacin là hai cái loại quinolone nó có khả năng kháng được Pseudomonas. Chúng ta dùng một loại thì phải kết hợp thêm cái loại nữa là 2 loại thì chúng ta sẽ dùng được. Phác đồ xử lý Pseudomonas theo Senfor thì chúng ta sẽ có một số cái này. Thì ở đây có một cái ý là người ta xem thử cái Pseudomonas đa kháng tại địa phương có lớn 10 đến 15% không. Cái này chỉ có thể được khi mình làm thân với khoa vi sinh thôi. Mình hỏi là chị ấy chị, anh ấy anh, cái Pseudomonas ở bệnh viện mình á, nó kháng với, nó đề kháng đa kháng là bao nhiêu phần trăm? Nếu mà có thì mình qua cái hướng bên kia, nếu mà không thì mình qua cái hướng bên này. Như vậy những cái quyết định kháng sinh của mình là nó có cơ sở, nó có cái hướng để mình dựa vào, chứ không phải là chỉ có mở cái guideline thấy có ghi quinolone là mình tợp quinolone vào là không có được. Cái phác đồ cụ thể của mình đây là những phác đồ mình có thể sử dụng rất là cụ thể, thì quý vị cũng có ở trong cái tài liệu cầm tay rồi, thì chúng ta sẽ xem. Trong trường hợp là Klebsiella thì sao? Thì phải nguyên tắc là dùng kháng sinh theo cơ chế đề kháng kháng sinh của nó. Nếu nó là tiết cái là beta-lactam thì dùng beta-lactam A với beta-lactam với beta-lactam A hoặc là carbapenem. Nhưng mà nếu nó kháng, nếu kháng carbapenem do tiết carbapenem A mà do cái đột biến kinporin á, hoặc là do tăng sản xuất cái loại mà MPC á, thì kết hợp 2 trong 3 kháng sinh thuộc cái nhóm này, colistin, tacrolimus, fosfomycin, aminoglucosid hoặc meropenem thì cao kéo dài, thì nó ta có những cái hướng dẫn rất là cụ thể trong từng tình huống mà chúng ta có thể xem được. Thì trong trường hợp Klebsiella thì chúng ta cũng có những 3 cái phác đồ cụ thể ở đây. Phác đề nếu là nói tiết ESBI bình thường thôi, mình dùng piperacillin tazobactam 4,5 gram 6 giờ hoặc là cefoperazone sinbactam 2 đến 4 gram mỗi 8 giờ. Còn nếu mà nó loại thuộc dạng tiết MPC ESBI thì dùng ertapenem. Và nếu mà tiết carbapenem A thì những cái phác đồ phía dưới này dùng ceftazidime avibactam hoặc dùng tacrolimus. Cái chỗ này mình có thể phối hợp lại với nhau để mình điều trị thì được. Vậy thì bây giờ mình trả lời lại, nói đi nói lại, vậy thì khi nào mình sẽ chỉ định quinolone đây? Vậy thì tối ưu thì khi kết quả cấy vi khuẩn nó nhảy với quinolone thì dùng quinolone. Khi chưa có hoặc không có kết quả cấy vi khuẩn thì chúng ta cân nhắc quinolone trong những bối cảnh nào? Một, khi tình hình đề kháng quinolone tại chỗ không cao, mình phải làm thân với khoa vi sinh để hỏi quinolone ở bệnh viện mình kháng bao nhiêu. Nếu nó kháng nhiều quá thì mình hết sức thận trọng. Người bệnh chưa dùng kháng sinh phổ rộng trong vòng trước đó 90 ngày có thể dùng được. Đây là trường hợp viêm phổi cộng đồng điều trị ngoại trú có thể dùng được. Đây là trường hợp viêm phổi cộng đồng mà vừa đủ để nhập viện nhưng mà cái mức độ điểm khớp khoảng độ 3 điểm thôi, không có phải 4 năm gì hết. Hoặc là viêm phổi bệnh viện khởi phát sớm nhỏ hơn 4 ngày thì có thể dùng được. Tại vì những người đó nó dễ dàng, dễ có cái khuynh hướng mắc những tác nhân vi khuẩn mà còn nhạy với quinolone. Thì đó là mình có thể sử dụng như vậy. Về vấn đề chẩn đoán phân biệt lao và viêm phổi thì mình phải xem trên lâm sàng, xem cái thời gian trung vị của hết sốt sau khi hoạt động kháng sinh là gì. Nếu đó là viêm phổi mắc phải ở cộng đồng thì nó chỉ là 3 ngày thôi. Nhưng mà nếu là lao thì 16 ngày, cho dù mình dùng đúng thuốc kháng lao đi nữa, 16 ngày sau nó mới bắt đầu bớt sốt được. Chứ không bớt sốt một cách nhanh chóng. Nếu bớt sốt rất là nhanh chóng thì coi chừng không phải là lao đâu. Và thay đổi trên phim X-quang nữa thì 2/3 các trường hợp viêm phổi thì X-quang nó tổn, nó sạch đi sau 4 tuần. Nhưng mà và đa số viêm phổi thì X-quang tiến triển sau 4 tuần và 90% ổn định sau 6 tháng. Nhưng mà trên người bệnh nhân lao thì cho dù có điều trị vậy, một tuần sau mình chụp lại, nếu đúng là lao thì nó phải tăng lên. Cho nên trên thực hành lâm sàng có một điểm, nếu tôi nghi ngờ lao, tôi vẫn cho điều trị kháng sinh thường, một tuần sau khám lại chụp phim phổi và tôi coi thử nó có lao hay là không. Và đây là những dấu hiệu lâm sàng có thể tiên đoán được chuyện đó. Ví dụ triệu chứng kéo dài lớn 2 tuần, đổ mồ hôi về đêm, X quang phổi có tổn thương thùy trên hoặc là có tạo hoang, bạch cầu máu toàn bộ nhỏ 12.000, có giảm lymphocyte, đáp ứng chậm với kháng sinh, thậm chí là đáp ứng kháng lao, thì đó là những cái yếu tố mình gợi ý đây có khả năng là lao. Và khi mà làm xét nghiệm mà chẩn đoán lao đó thì mình phải lưu ý là cái xét nghiệm AFP đó thì độ nhạy của nó từ 20 đến 60%. Đối với lao tạo hang thì nó sẽ dương tính nhiều hơn, nó đòi hỏi đến 5.000 đến 10.000 vi khuẩn lao
trên 1 ml đàm để phát hiện được. Ở cái chỗ mà cái phòng xét nghiệm, nếu mình có được kính hiển vi huỳnh quang thì phát hiện tốt hơn, còn kính hiển vi quang học bình thường thì phát hiện lao kém hơn. Cho nên là mình sẽ phải lưu ý đó. Vừa soi vừa cấy thì kết quả tốt hơn là chỉ có soi không. Và mình có thể kích thích đàm cái sạc, nó nội soi với quản thì cũng có thể làm được việc đó. Tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình bởi ba ý sau đây. Cái thách thức đối với điều trị quinolone, thách thức đối với việc chỉ định quinolone điều trị nội trú cho viêm phổi, đó là cái gì? Đó là tỷ lệ đề kháng với quinolone cao, và thứ hai là nguy cơ gây lao kháng quinolone. Như vậy thì chỉ định quinolone thì có thể hiệu quả cao nhất khi dữ liệu vi sinh tại chỗ cho thấy cái kháng quinolone nhỏ hơn 20% trên những người bệnh chưa sử dụng kháng sinh phổ rộng trong vòng 90 ngày trước. Đây là những người mắc viêm phổi mắc phải, không có phải viêm phổi mắc phải ngoài cộng đồng, không phải là trường hợp mà viêm phổi bệnh viện khởi phát muộn, không phải là trường hợp viêm phổi trong thở máy, thì mình cũng thì lúc đó sẽ không có dùng quinolone. Và cuối cùng thì chỉ định quinolone từ 5 đến 10 ngày ở vùng có lưu huỳnh đạo cao thì đã chứng minh là nó có ít khả năng gây ra vi khuẩn lao đề kháng quinolone thứ phát. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp.